Khi bán một sản phẩm dịch vụ thì sẽ có 3 câu hỏi bắt buộc các bạn sẽ phải trả lời. Và sau khi trả lời xong 3 câu hỏi này thì mình mới có được doanh số tương đối bền vững và tỷ lệ khách hàng quay trở lại mua hàng cao hơn. Câu hỏi đầu tiên là làm sao để khách hàng biết đến và quan tâm đến cái sản phẩm thương hiệu của mình. Đấy là câu hỏi ban đầu đã. Nếu như mà người ta không biết đến, người ta không quan tâm thì lấy đâu ra để mua? Câu hỏi thứ hai là sau khi người ta biết đến và quan tâm rồi thì mình cần có một cái kịch bản tư vấn như thế nào để có thể hiệu quả, tỷ lệ chốt sale nó cao. Và câu hỏi thứ ba là sau khi mình bán được rồi thì làm sao để cho khách hàng quay trở lại hoặc là khách hàng giới thiệu cho những người thân, những người quen mua sản phẩm và dịch vụ của mình. Đặc biệt là các cái doanh nghiệp liên quan đến làm đẹp, spa, thẩm mỹ, salon tóc hay là nha khoa và một vài doanh nghiệp bán các sản phẩm dịch vụ ví dụ như là chăm sóc, massage hay là dịch vụ với các cái gói du lịch. Chúng ta rất thích chuyện này bởi vì mình giảm được chi phí marketing. Và bây giờ chúng ta sẽ bàn đến một cái khái niệm là xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng như thế nào để cho nó hiệu quả. Như vậy thì xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng sẽ giúp mình 3 việc. Việc thứ nhất là làm sao để khách hàng biết đến thương hiệu của mình. Việc thứ hai là làm sao để có được kịch bản bán hàng tốt nhất. Và việc thứ ba làm sao để khách hàng quay trở lại ủng hộ mình những lần tiếp theo hoặc là giới thiệu cho người khác mua sản phẩm dịch vụ ở công ty mình. Trước khi mà bạn xây dựng hành trình trải nghiệm cho khách hàng thì mình cần phải xác định là hành trình mua hàng một sản phẩm của khách hàng sẽ đi qua những bước nào và chúng ta cần làm gì trong mỗi bước. Các bạn thân mến, ở đây là 6 cái điểm chạm mà bất kể một khách hàng nào khi tìm hiểu và mua một sản phẩm người ta cũng trải qua. Rõ ràng nếu như một khách hàng đang ngồi uống cà phê ở một quán nào đó thì người ta chẳng có nhu cầu gì hết. Và khi mà người ta không có nhu cầu nào thì bằng giờ mình cũng không thể nào bán được cho người ta. Như vậy thì mình phải xác định cái điểm xuất phát của khách hàng là chưa có nhu cầu. Và bây giờ chúng ta cần làm gì để chuyển đổi họ sang có nhu cầu. Sau khi họ có nhu cầu xong thì mình phải chuyển đổi họ sang thích cái sản phẩm mà mình đang bán chứ không phải của đối thủ cạnh tranh. Sau khi mà khách hàng đã thích sản phẩm rồi nhưng mà họ chưa ra quyết định mua hàng bởi vì là tao cần phải tìm hiểu đã, thì khách hàng bắt đầu chuyển sang cái chặng thứ tư, đó là tìm hiểu, đánh giá và cân nhắc xem có thực sự muốn mua sản phẩm của công ty mình hay không. Sau khi tìm hiểu, cân nhắc và đánh giá chán thì khách hàng bảo là ok được, sản phẩm này tốt đấy, mua. Nhưng nếu mà chúng ta chỉ xác định là bán một lần thôi thì chưa chắc là cái tỷ lệ chi phí marketing của mình đã tối ưu mà chúng ta còn muốn khách hàng quay trở lại ủng hộ lần tiếp theo hoặc giới thiệu người thân. Và trong doanh nghiệp dịch vụ chúng ta thích nhất cái món này, khách hàng quay trở lại ủng hộ lần 2 thì chi phí marketing của mình sẽ giảm xuống, khách hàng giới thiệu người khác thì mình đỡ tốn tiền chạy quảng cáo. Vậy thì trải qua 6 cái điểm chạm này thì đây là hành trình mua hàng gốc của khách hàng khi mua bất kỳ sản phẩm nào. Và việc thiết kế hành trình trải nghiệm khách hàng chính là việc chúng ta đi trả lời những câu hỏi là cần làm gì để chuyển đổi từ 1 sang 2, làm gì để chuyển đổi từ 2 sang 3, 3 sang 4, 4 sang 5 và 5 sang 6. Nếu như làm tốt những việc này thì tỷ lệ convert của các bạn qua từng bước nó sẽ cao và nó sẽ trả lời và giải quyết được 3 câu hỏi trọng tâm. Một là làm sao để khách hàng biết đến thương hiệu của mình và thích sản phẩm của mình nó nằm ở chặng này. Hai là làm sao để có một cái kịch bản sale tốt để nâng cao tỷ lệ chốt sale nó nằm ở chặng này. Và ba là làm sao để khách hàng quay trở lại và ủng hộ những lần sau nó nằm ở chặng này. Vậy thì bây giờ mình mới bắt đầu xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng. Trên bảng Tuấn vẫn để nguyên là chúng ta có 6 chặng. Đó là chưa có nhu cầu, có nhu cầu, thích sản phẩm, tìm hiểu, đánh giá, cân nhắc, mua và ủng hộ sau mua. Thì đây là việc của khách hàng. Nhưng bây giờ cái quan trọng nhất và khó nhất là việc của anh em mình. Làm sao để đi cùng với khách hàng qua từng chặng một và đạt được tỷ lệ convert nó cao. Tôi lấy ví dụ như thế này này. Bây giờ bạn đang muốn tác động đến 10.000 khách hàng chưa có nhu cầu thì bạn sẽ phải có một cái kỳ vọng là cần chuyển đổi từ 10.000 này sang bao nhiêu nghìn có nhu cầu. Tiếp theo là từ 2.000 có nhu cầu chẳng hạn thì sang bao nhiêu nghìn người thích. Tiếp theo là từ 1.000 người thích chẳng hạn thì có bao nhiêu người tiến hành cái quy trình tìm hiểu, đánh giá và cân nhắc sản phẩm của mình. Thì cái chuyển đổi từ 10.000 sang 2.000, 2.000 sang 1.000 thì đó là cái tỷ lệ convert qua từng cái điểm chạm một. Và đương nhiên mục tiêu của mình là làm sao cái tỷ lệ convert nó càng cao càng tốt. Và để có cái tỷ lệ convert càng cao càng tốt, bây giờ mình sẽ đi xác định từng giai đoạn để mình xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng. Hành trình là step by step, còn trải nghiệm tức là người ta đi qua và người ta cảm thấy hài lòng, người ta cảm thấy ưng ý. Ví dụ như thế này nhá, bạn không chuyển đổi từ chưa có nhu cầu sang có nhu cầu thì lấy đâu ra cái người có nhu cầu để thích? Hay nếu bạn không chuyển đổi từ có nhu cầu sang thích mà họ không thích sản phẩm của mình thì làm sao họ tìm hiểu, đánh giá và cân nhắc được? Cho nên đây nó giống như một cái mạch điện nối tiếp, nó sẽ đi nối tiếp với nhau. Cái kết quả của cái bước trước nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả của bước sau. Như vậy thì hành trình trải nghiệm khách hàng bản chất là mình đi đóng gói tất cả những việc mình cần làm qua mỗi một giai đoạn. Tôi lấy ví dụ như thế này, bây giờ từ chưa có nhu cầu sang có nhu cầu của một cái sản phẩm là đầu tư bất động sản đi, hay là bán một cái dịch vụ về mặt nha khoa đi. Giả sử như răng Tuấn đang rất là thưa
Nếu như mà giả sử Tuấn nhận thức được rằng là cái răng thưa này là một sự khác biệt đẹp đẽ thì không bao giờ mình đi làm răng. Nếu mình phải nhận thức được rằng là cái răng này thưa thì nó sẽ xấu, mà nó sẽ xấu mình không kiếm tiền được thì mình mới đi làm răng. Còn nếu răng nó đang thưa mà mình vẫn đang thấy là nó đang đẹp tuyệt vời thì mình không bao giờ mình đi làm. Thế thì sẽ có một cái bài viết hoặc là sẽ có một cái ảnh nói rằng là người răng thưa là sẽ không thể nào giữ được lọc. À, vậy thì cái bài viết đấy chính là cái chất liệu để tác động chuyển đổi từ chưa có nhu cầu sang có nhu cầu. Thế Tuấn đang ngồi cà phê bình thường, mở một bài viết nói rằng là ba tác hại của người có răng thưa, cười một phát là cảm lạnh là xong, là cụ đi chân lạnh toát luôn. Thế thì mình đọc xong mình thấy là chết rồi, răng thưa là không được rồi, mà mình cần phải cho răng nó khít lại, không thể để nó thưa như vậy được. Thế thì đấy là chất liệu. Và cái chất liệu đấy giả sử như là khi mà người ta nghiên cứu về insight, người ta biết được rằng là cái thời điểm mà khách hàng đọc những cái tin đấy thường vào 8 giờ sáng, thì đúng 8 giờ sáng cái ông chạy quảng cáo ông dã cái chất liệu này thì mình đọc được. Mình sau khi mình đọc được xong thì mình thấy là thôi chết, mình cần phải đi làm răng. Và cái chi phí để cho lan tỏa cái chất liệu này là bao nhiêu tiền? Con người nào thực hiện công việc này? Vậy thì bản chất qua mỗi một giai đoạn mình sẽ phải trả lời 4 câu hỏi: tác động bằng chất liệu nào, vào thời điểm nào, chi phí hết bao nhiêu tiền và con người nào làm. Tương tự như vậy ha. Sau khi Tuấn có nhu cầu để đi niềng răng, nhưng có rất nhiều doanh nghiệp niềng răng, hoặc là sau khi mà có nhu cầu đi muốn điều trị nám chẳng hạn, thì có rất nhiều doanh nghiệp điều trị nám, rất nhiều doanh nghiệp làm nha khoa. Vậy thì mình chọn doanh nghiệp nào? Bắt đầu ông marketing bắt đầu mới xuất trận. Ông marketing lại tác động một cái chất liệu nữa là nên lựa chọn niềng răng ở đơn vị nào uy tín. Sau khi mà đẩy cái chất liệu nên lựa chọn niềng răng ở cái công ty nào hay ở doanh nghiệp nào, nha khoa nào uy tín, thì bắt đầu mình bảo là mình muốn niềng răng thì mình quan tâm đến một cái thương hiệu A. Tức là chuyển từ có nhu cầu sang có nhu cầu, nhưng bây giờ có nhu cầu rồi, người ta sẽ hướng vào cái thương hiệu của mình, hướng vào cái brand của mình ha. Thì là cũng chất liệu, thời điểm, chi phí và con người. Sau khi Tuấn xác định được và thích một cái brand rồi thì bắt đầu mình mới để lại thông tin để mình tìm hiểu thêm. Thì các bạn sale bắt đầu mới hỗ trợ mình trong bước tìm hiểu, đánh giá và cân nhắc. Hai cái phần này chính là cái phần liên quan đến kịch bản sale. Vậy thì trong quá trình khách hàng tìm hiểu, đánh giá và cân nhắc thì sale sẽ thiết kế một cái kịch bản như thế nào? Nó phụ thuộc vào các chất liệu đã đi qua truyền thông, đi qua marketing và bây giờ đến key của kịch bản tư vấn. Nếu kịch bản tư vấn của các bạn nó không xuất phát từ hai cái key ở trên, chất liệu ở trên, mà nó bị gãy cái mạch nội dung thì chắc chắn là tỷ lệ convert từ thích sản phẩm sang tìm hiểu, đánh giá, cân nhắc và mua nó sẽ bị giảm. Như vậy, tìm hiểu, đánh giá, cân nhắc và mua phụ thuộc hoàn toàn vào kịch bản tư vấn hoặc là kịch bản telesale. Sau khi khách hàng mua xong, niềng răng xong, đẹp rồi, thì bắt đầu đến một cái giai đoạn tiếp theo là cái hàm trên của mình nó lại không được đẹp lắm. Bây giờ mình lại muốn đi niềng tiếp cái hàm trên, vậy thì mình có quay trở lại ủng hộ cái doanh nghiệp này nữa hay không? Hoặc là con bé em gái mình nó cũng bị thưa, hoặc là nó không 396 đi chẳng hạn, thì mình có giới thiệu nó đến để niềng răng ở cơ sở này hay không? Thì đấy là ủng hộ mua lần 2 và giới thiệu. Nhưng khách hàng sẽ không bao giờ ủng hộ tiếp và không bao giờ giới thiệu nếu như dịch vụ chăm sóc sau bán hàng của mình không tốt. Thì cái bước làm gì từ 5 sang 6 này phản ánh cái kịch bản chăm sóc sau khi khách hàng mua. Như vậy, nói tóm lại, xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng là bám vào hành trình mua hàng. Và trong từng giai đoạn một mình trả lời 4 câu hỏi: chất liệu nào, thời điểm nào, chi phí nào, con người nào, từ 1 sang 2, 2 sang 3, 3 sang 4, 4 sang 5 và 5 sang 6. Và bây giờ quay trở lại 3 cái câu hỏi lúc đầu là làm sao để khách hàng biết đến thương hiệu của mình và có nhu cầu, làm sao để có được kịch bản sale tốt và làm sao để khách hàng mua và quay trở lại lần sau, thì nó sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào những chặng làm gì. Chặng làm gì đầu tiên, từ 1 sang 2 là để khách hàng biết đến thương hiệu của mình, từ 2 sang 3 là để khách hàng thích thương hiệu của mình, từ 3 sang 4, 4 sang 5 là tư vấn, kịch bản tư vấn để cho khách hàng mua và sở hữu cái thương hiệu sản phẩm của mình, và từ 5 sang 6 là để cho khách hàng ủng hộ và giới thiệu. Như vậy, chi tiết các cái chặng chuyển đổi này, sử dụng chất liệu nào, thời điểm nào, chi phí là bao nhiêu, con người là như thế nào, tôi sẽ chia sẻ sâu trong chương trình Hành trình trải nghiệm khách hàng để giúp các bạn giải quyết 3 việc. Một là làm tốt truyền thông và marketing để cho khách hàng biết đến và thích. Hai là làm tốt cái công tác xây dựng kịch bản tư vấn bám vào chiến dịch truyền thông và marketing trước đó. Và ba là các phương pháp chăm sóc khách hàng để khách hàng có thể quay trở lại ủng hộ lần 2 hoặc giới thiệu những người khác mua hàng.